Xuân Long và Hiến xin được mến chào quý vị khán giả thân thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, một năm mới nữa lại về. Xin cho phép chúng tôi được thay mặt những người thực hiện chương trình gửi đến quý vị và các bạn lời cảm ơn chân thành vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm vừa qua. Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới Đinh Dậu 2017 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, trong năm vừa qua thì đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã nỗ lực cố gắng đổi mới và sáng tạo, mang đến cho quý vị và các bạn những chương trình hay và ý nghĩa gắn liền với các sự kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán này, quý vị sẽ có dịp được đón xem những chương trình vô cùng hấp dẫn và mới mẻ, làm cho không khí vui xuân thêm phần đậm ấm và ý nghĩa. Vậy chương trình Tết năm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng sẽ có những gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, sự phối hợp của các sở ban ngành và sự góp sức của toàn xã hội, trong năm qua, ngành giáo dục Lâm Đồng đã có nhiều đổi mới trong công tác dạy và học, bước đầu mang lại hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục. Vậy ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà đã gặt hái được những thành tựu nổi bật nào và công tác giáo dục đào tạo ở những địa bàn còn khó khăn ra sao? Mời quý vị cùng đón nghe chương trình Giáo dục Đào tạo vào lúc 10:30 ngày 30 Tết. Các bạn thân mến, mùa xuân là thời điểm cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa lá đua sắc. Tháng giêng là tháng thư giãn, nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả. Trong chương trình Alo, lên đường bạn nhé, du lịch ngày xuân, quý vị và các bạn sẽ được tìm hiểu, khám phá những vùng đất mới, tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng trong những ngày đầu năm. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ ngày 30 Tết. Cầu phát thanh từ cao nguyên Lâm Viên đến biển đảo Lý Sơn sẽ là chiếc cầu nối giữa đất liền với đảo xa, sẽ chia niềm vui đón Tết cổ truyền dân tộc với người dân đất liền và các chiến sĩ hải quân bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Đây là một chương trình rất ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn. Quý vị đừng bỏ lỡ đón nghe vào lúc 22 giờ ngày 30 Tết nhé. Một cái Tết ấm áp, an lành, không có người thiếu ăn thiếu mặc. Điều quan trọng là tình hình an ninh trật tự được giữ vững, nhất là tại khu vực vùng ven thành phố Đà Lạt. Vậy cơ quan chức năng đã làm gì để mang lại một mùa xuân trọn vẹn an vui? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống phát sóng vào lúc 8 giờ ngày mùng 1 Tết. Năm 2016 là một dấu mốc quan trọng của thể thao Việt Nam bởi những thành tích cực kỳ ấn tượng mang tầm cỡ quốc tế. Trong đóng góp chung vào kết quả chuyên môn của thể thao nước nhà, nhiều vận động viên tuổi giàu đã đạt thành tích đáng kể. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ những vận động viên thể thao tuổi giàu qua chuyên mục thể thao vào lúc 10:30 ngày mùng 1 Tết. Các bạn thân mến, một năm bắt đầu từ mùa xuân và đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Không phải ngẫu nhiên mà mùa xuân được xem là mùa đẹp nhất trong năm. Xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, mang sức sống mới cho vạn vật. Trong thơ ca thì mùa xuân luôn được ưu ái bằng những ngôn từ mỹ miều, lãng mạn và sinh động nhất. Quý vị hãy cùng thức dậy và chào đón ngày mùng 2 Tết với những tình khúc xuân bất hủ qua tiếng hát của nữ danh ca Khánh Ly tại Trang Văn Nghệ cuối tuần vào lúc 5:30 trong chuyên mục Nông thôn mới. Trong năm qua, ngành lao động thương binh xã hội đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, mở rộng xuất khẩu lao động tại các thị trường tiềm năng, thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách và người nghèo. Chúng ta cùng nhìn lại những kết quả của ngành lao động thương binh xã hội năm vừa qua trong chuyên mục Lao động việc làm phát sóng lúc 16:30 ngày mùng 2 Tết. Nhằm tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, vơi bớt khó khăn và cải thiện cuộc sống, với sự hỗ trợ của nhà nước và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã dựng xây nên những ngôi nhà mơ ước giúp người nghèo đón một cái Tết trọn vẹn và ấm áp hơn. Nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Tài chính Ngân hàng phát sóng vào lúc 8 giờ ngày mùng 3 Tết. Những năm qua, tỉnh ta đã có những giải pháp thiết thực nhằm phát huy tiềm năng lợi thế về phát triển nông nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt ở các huyện vùng sâu. Vậy triển vọng phát triển sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa ở Đam Rông như thế nào? Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Kinh tế hội nhập được phát sóng lúc 10 giờ ngày mùng 3 Tết. Du lịch xanh là loại hình du lịch dựa vào tự nhiên và văn hóa, hướng đến bảo tồn tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng. Với những lợi thế sẵn có về thiên nhiên, khí hậu, tỉnh Lâm Đồng có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch xanh trong thời gian tới. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Du lịch giao lưu với Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng, triển vọng du lịch xanh được phát sóng trực tiếp vào lúc 16 giờ ngày mùng 3 Tết.
Chào năm mới 2017, nhìn lại những thành tựu kinh tế xã hội năm 2016 để vững tin bước vào năm mới, cùng những lời mong ước đầu xuân của những vị đại diện đảng ủy cơ sở và các ngành qua chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được phát sóng lúc 8 giờ ngày mùng 4 Tết. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo đúng hướng, sản xuất tiếp tục tăng trưởng ổn định theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị. Bên cạnh những cơ hội thì vẫn còn đó những thách thức mà ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phóng sự Nông nghiệp Lâm Đồng một năm nhìn lại tại chuyên mục Chuyện nhà nông vào lúc 16 giờ ngày mùng 5 Tết. Trong không khí vui xuân đón Tết, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của chúng tôi vẫn liên tục cập nhật những tin tức nổi bật diễn ra trong ngày. Chính vì thế, quý vị đừng bỏ lỡ những chương trình thời sự được phát sóng hàng ngày, lần lượt 6 giờ 30 thời sự sáng, thời sự trưa trực tiếp lúc 11 giờ 30 và thời sự âm nhạc trực tiếp lúc 17 giờ trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Hy vọng những chương trình đặc biệt trong những ngày Tết Đinh Dậu của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng sẽ mang đến cho quý vị nhiều điều hấp dẫn, bổ ích, góp phần cho những ngày đầu năm mới thêm thú vị và ý nghĩa. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn khán giả thân thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe.